Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hờ Henye hiếm hoi khoe em gái, ai ngờ lại xinh đẹp, thần thái chẳng kém gì cô chị nổi tiếng. Em gái xinh đẹp của Hờ Henye hiện tại đã lập gia đình và có con nhỏ. Trên trang cá nhân mới đây, Hờ Henye đã đăng tải hình ảnh em gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp không hề kém cạnh chị gái. Trong bức ảnh, em gái Hờ Henye được trang điểm khá kỹ lưỡng, nhờ vậy mà từng đường nét trên gương mặt được tôn lên trọn vẹn. Dễ dàng nhận thấy cô đích thị là bản sao của Hờ Henye khi sở hữu đôi mắt to tròn cùng làn da nâu đặc trưng, không khác gì chị gái nổi tiếng. Được biết, em gái nàng hậu tên là Hờ Minye, sinh năm 1995 và là con thứ 4 trong gia đình. Cô từng học trung cấp sư phạm mầm non, kết hôn vào năm 2015 và đã có em bé được 4 tuổi. Khác với chị gái, Hờ Minye lựa chọn cuộc sống bình dị nơi quê nhà Đắk Lắk. Do đó, không ít người tỏ ra tiếc nuối bởi nhan sắc này. Em gái Hờ Henye hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để bén duyên với làng giải trí và trở thành một nhân tố đáng gờm. Hờ Minye sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ chẳng hề kém cạnh chị gái Hờ Henye. Ở một góc chụp cận cảnh, Hờ Minye khoe trọn đường nét, gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn và làn râu nà đặc trưng. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp thu hút nhưng cô chọn cuộc sống bình dị tại quê nhà thay vì lấn sân vào showbiz lắm thị phi. Hờ Minye lập gia đình và có một cô công chúa hiện đã được 4 tuổi. Những hình ảnh của Hờ Minye khi trang điểm nhẹ trông khá nữ tính. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.